Ngày hôm nay mưa đã giảm bớt so với ngày hôm qua, tuy nhiên nhiều khu vực và tuyến đường ở tại Quảng Ninh vẫn chìm trong biển nước, có nơi sâu hơn 2 mét, giao thông hoàn toàn bị tê liệt. Ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14 tại một trong những điểm ngập úng nặng nhất. Thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại tôi đang có mặt tại dốc Đèo Bụt, một trong những điểm ngập úng nhất tại tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại thì một số điểm trên đoạn đường này đã ngập và thật khó thể tin được một con đường tuyến đường huyết mạch nối giữa thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả lại ngập sâu như vậy, và tất cả mọi phương tiện đã không thể lưu thông qua đây trừ những chiếc thuyền hoặc là cano. Mặc dù đã cấm lưu thông nhưng vẫn còn nhiều người dân có nhu cầu đi lại giữa hai thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả. Và phương tiện duy nhất đi qua được quốc lộ 18 lúc này chỉ có thể là cano hay thuyền. Các phương tiện chỉ di chuyển trên đường thủy. Mặc dù đã sang ngày thứ tư, nhưng theo các hộ dân tại đây, mực nước hạ rất thấp, chỉ giảm khoảng 50cm so với đỉnh của đợt ngập úng. Một số xe cố di chuyển đều bị chết máy và phải nhờ cứu hộ. Tăng nhẽn hôm nay là ngày thứ ba em chưa đi làm được rồi, mà nếu mà muốn sang được thì phải gửi xe ở nhà dân. Còn khi mà sang thì phải nội đường sang bên kia, còn bắt xe ôm đi làm tiếp. Còn khi về thì mấy hôm trước thì còn có xe cứu hỏa hút nước cho bọn em qua, còn hiện tại 2-3 hôm nay là không thể qua được nữa, mà đứng ở bên đây chờ họ cho xuồng đi qua thì chọn đi nhờ, còn không thì về. Mà chúng tôi nhiều khi là muốn vào nhà mà không lội được, nó ngập đến cổ không thể vào được. Giao thông thì ách tắc, còn người dân sinh sống tại đây cũng không khá hơn là mấy. Và ở trong trạng thái màn trời chiếu đất khi nước lũ bao quanh. Mặc dù cố gắng huy động lực lượng để khơi thông dòng chảy, nhưng mực nước lũ không xuống là bao. Và con đường huyết mạch quan trọng giữa hai thành phố của tỉnh Quảng Ninh vẫn không thể lưu thông sau 4 ngày. Và tình hình vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện nhiều, khi mưa lũ vẫn đang diễn ra rất phức tạp tại đây.